Bộ Y tế cho biết đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 163 ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội 14, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 72, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 8, Khánh Hòa 11, Long An 1, Quảng Ninh 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Kiên Giang 2, Bình Dương 1. Như vậy, đến nay tại Việt Nam đã có 13 tỉnh thành ghi nhận ca mắc chủng Omicron, tăng 2 địa phương so với vài ngày trước. Tính chung từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.155.784 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 512.871, Bình Dương 292.523, Hà Nội 111.428, Đồng Nai 99.686, Tây Ninh 87.289. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 36.331 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 1.841.180 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.484 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.676 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 657 ca, thở máy không xâm lấn là 139 ca, thở máy xâm lấn 631 ca và ECMO 19 ca.